chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện kiếm hiệp vâng thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay kênh truyện kiếm hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết đàn hiệp hành của tác giả đông phương anh phần thứ tư hồi thứ 16 chân giả dạ nang phân từ bến sông thẳng đến long phụng sơn trang là một con đường lát đá phẳng rộng dài chừng hai dặm chỉ thấy Trương Bách Cơ và Lữ Bách Nhiên y phục phất phới, chớp mắt đã lướt đi gần 30 trượng. Tam tuyệt đao chỉnh trúc như sừng sốt đến ngây người. Đoạn bèn vận công để khí đuổi theo. Hai người phía trước vẫn lướt đi đều đều tuy y không còn bị bỏ rơi xa. song vẫn không thể nào rút ngắn khoảng cách. Tam tuyệt đao chỉnh trúc như biết đối phương chỉ muốn cho y biết mặt sơ sơ. Chứ như thật sợ trổ tai thì khoảng cách chẳng phải chỉ là bấy nhiêu gần đến sơn trang hai người phía trước bỗng giảm tốc độ khi tam tuyệt đao chỉnh trúc như đuổi kịp thì vừa lúc đến trước cửa cổng bờ tường của long phụng sơn trang chẳng khác nào tường thành của một huyện nhỏ vây quanh nửa ngọn núi cửa cổng cũng giống như cửa cổng thành hết sức trang nghiêm và nguy nga qua khỏi cổng trước mặt là một bãi cỏ xanh mượt rộng thanh thang năm tòa nhà lầu cao nằm sau một con sông rộng hơn ba trượng chia cách với quảng trường thành hai khu riêng biệt Mỗi tòa nhà lầu đều có hai cánh cửa lớn, cánh mở cánh khiếp. Phía trước đều có một chiếc cầu nhỏ xinh bắc qua sông đến thẳng quảng trường. Năm tòa nhà trong bề ngoài giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về tấm biển ngang trước cửa, từ phải sang trái chia thành năm cái tên khác nhau là Tử Cung, Hồng Phủ, Hoàng Đường, Lam Viện và Bạch Ốc. Hai người quét mắt nhìn qua đoạn ngoảnh lại, Tam Thuyệt Đao chỉnh Trúc Như đứng cạnh cười giả lạ nói để tiếp đãi cao bằng quý hữu mọi nơi Tại trang đã chuẩn bị tổng cộng năm tòa nhà với tên là tử cung hồng phổ hoàng đường lam viện và bạch ốc để các quý khách tự do vào trú nhưng trương bách cơ mỉm cười ngắt lời con người tuy đều giống nhau nhưng trình độ võ học cao thấp khác nhau không hề gì phó trang chủ cứ nói thẳng ra đi vâng vâng tại trang chủ đều có lòng tôn kính như nhau đối với mọi cao bằng quý hữu Tuy nhiên Trương Lão Nhân Gia đã nói Trình độ võ công mỗi người một khác phải có sự phân biệt thì mới công bằng hợp lý Mọi người đều được hài lòng vui vẻ nên có chút hạn chế về việc vào chú trong năm tòa nhà ấy Lữ Bách Niên nhớ Trình Trúc Như vốn là người thẳng thắn hào sảng, Không ngờ giờ lại trở nên ấp a ấp ống thế này Gặp ai cũng khốn núm ruột rè chẳng có chút cốt khí nào cả Bất giác buông tiếng cười khẩy nói Thật không ngờ phó trang chủ lại ăn nói khéo như thế thảo nào bất kỳ hạng người thấp hèn đến mấy trong chốn giang hồ thảy đều khen ngợi quý trang lời lẽ ác tuyên là tán tổng song kỳ thật lại hàm chứa vẻ mỉa mai tam tuyệt đao chỉnh trúc như nghe như gai đâm vào lưng song lại không thể nổi đoá thậm chí mắt cũng chẳng dám lườm đành bật cười nói tệ trang vốn thành tâm kết giao bằng hữu tất nhiên đâu thể như bá vương mời khách phòng mang trận mắt mà mời dậu khách cửa ngừng chốc lát lại nói tiếp năm tòa nhà với tử cung làm đầu sau cùng là bạch ốc mỗi tòa nhà đều có hai cánh cửa tùy quý khách bằng hữu vào khinh công hay công lực mà vào ai vào được tòa nhà nào thì ở tòa nhà ấy còn như ngay bạch ốc cũng không vào được thì tệ trang sẽ không tiếp đãi vương bách cơ cởi hỏi vào bằng cách nào rất đơn giản người có khinh công cao chỉ cần chậm bước qua được cầu thì sẽ có thể đi vào từ cánh cửa mở sẵn còn người có công lực thâm hậu có thể đẩy mở được cánh cửa đóng thì sẽ trở thành khách của tòa nhà ấy. Lữ Bách Niên bỗng nói, vậy thì vấn đề nó ở chiếc cầu và cánh cửa chứ gì? Trình Trúc Như gật đầu, đúng vậy. Lữ Bách Niên quay sang Trương Bách Cơ cởi hỏi, ý sư thúc thế nào? Trương Bách Cơ mỉm cười, chúng ta là kẻ quê mùa không thể trèo cao bay xa, tốt hơn là nên từng bước đi lên bằng vào khả năng thực tế. Tam tuyệt đao Trình Trúc Như dọc đường đã được chứng kiến khinh công của hai người chẳng những là hạng cao thủ chưa từng thấy từ khi long phụng sơn trang khai phủ đến nay chỉ trên trốn giang hồ cũng hiếm có người thân thủ như vậy bèn không dằn được nói lão nhân ra không nên khách sáo trương bách cơ ngắt lại nếu như chúng ta được miễn thử thì hay biết mấy Trình trúc như tưởng đâu trương bách cơ hiểu sai ý mình vội nói ý tài hạ muốn nói là bằng võ công của nhị vị muốn vào tử cung thật dễ như trở bàn tay nhị vị hạ tất trương bách cơ cậy phó trang chủ khéo nói nếu vào không được thì thật là bẽ mặt tiểu dương chúng ta phải có chủ định không được để cho người khác sắp đặt bách niên gật đầu sư thúc nói rất phải chúng ta thử bắt đầu từ bạch ốc đi giải bước đi về phía bạch ốc trương bách cơ cũng liền nối gót theo sau trình trúc như thoáng cho mày đành theo sau hai người Lương Bách Niên xô mạnh cửa vào đảo quanh một vòng trong bạch ốc. Sau đó dở khinh công trở qua cầu. Hai người ông dung vào ra hết năm tòa nhà. Sau cùng quay trở ra quảng trường hai người cùng nhìn nhau cười nói. Tòa nhà nào cũng đều tốt cả. Hai người đồng thời mở miệng và thốt ra câu nói như nhau. Tam tuyệt đao chỉnh Trúc Như cũng nhận thấy ý định của hai người này rất đáng nghiện ngẫm. Đã cố ý trổ tài và lại cũng thốt ra một câu nói như nhau. Vì chưa hiểu rõ ý tưởng của họ nên Trịnh Trúc Như cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Trương Bách Cơ bỗng quay sang y nói. Phó trang chủ chúng ta tự nguyện hạ xuống trú tại Hoàng Đường được Trăng. Trong năm tòa nhà tử cung không có người trú. Hồng Phủ thì có hai ba người. Lam Viện và Bạch Ốc lại quá đông chỉ có Hoàng Đường là không nhiều không ít rất hợp ý họ. Tam tuyệt đao chỉnh Trúc Như dĩ nhân bằng lòng ngay. Được được chủ vài chiều lòng khách. Nhị vị xin cứ tự tiện, trong hoàng đồng mỗi người đều có một gian phòng. Xong Trương Bách Cơ và Lữ Bách Niên lại đòi ở chung một gian. Lại làm phiền Trình Trúc Như một phiên nữa. Thu xếp xong cho hai người. Trình Trúc Như lôi ra khỏi hoàng đường lập tức đi về phía hậu phiện. Hành tung hai người thật là khả nghi y cần phải báo với trang chủ thần long kiếm khách Lữ Phi Hồng. Thư phòng của thần long kiếm khách rất rộng lớn. Lúc ấy đang có sự hiện diện của năm người. Hai nông nhân đang ngồi một bên chơi cờ, còn thần long kiếm khách thì đang chơi cờ vui vẻ với hai người khác. Trình chúc Như Dương Thanh đi vào, vừa định báo cáo sự việc với thần long kiếm khách. Thần long kiếm khách đã cười nói trước, về việc bên ngoài bọn nó phu đã biết hết rồi, lão quái vật ấy chẳng có gì ghê gớm đâu. Đừng có bận tâm mặc lão ta muốn làm gì thì làm. Trình chúc Như thở phào cười, trang chủ đã nói vậy thì tiểu đại yên tâm rồi, nếu không có điều gì khác dặn bảo tiểu đại xin cáo lui. Tam tuyệt đao Trịnh Trúc Như rất muốn biết nay này, này cổ lão quái vật ấy Nhưng vì thần long kiếm khách không nói gì thêm Y cũng chẳng tiện hỏi bèn nuôi ra ngoài lo liệu tiếp tân Tam tuyệt đao chỉnh Trúc Như tuy mang tiếng là phó trang chủ song thật ra nhiệm vụ chính của Y là quản lý nghinh tân quán Việc trong Long Phụng Sơn Trang đã có người khác phụ trách Không cần Y phải bận tâm đến Phía sau năm tòa nhà kia có một ngôi lầu rất tinh mỹ có tên là Kỳ Trần đó chính là nơi cư ngụ của phó trang chủ Trình Trúc Như. Thần Long kiếm khách đối xử với Trình Trúc Như rất hậu. Sợ trần thiết trong lầu kỳ trần thậm chí còn sang trọng lộng lẫy hơn cả nội trang nơi chính bản thân Thần Long kiếm khách chỗ ngủ. Chỉ nội một mình Trần Trúc Như đã chiếm mất bốn gian phòng. Phòng ngủ, thư phòng, tỉnh thất và một gian nội khách sảnh. Ngoài ra kẻ ăn người ở cũng có những 16 người hầu hạ y chẳng khác gì một vị vương hậu như thường ngày tam tuyệt đao chỉnh trúc như sau khi đảo một vòng quanh năm tòa nghinh tân quán sẽ một mình nhâm nhi năm ba ly rượu rồi kết thúc một ngày bận rộn song đêm nay y cảm thấy rất ư buồn bực cầm ly rượu ngồi thờ ra trước ngọn đèn hiu hắt nhưng nếu hỏi ra thì chính bản thân y cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì tất nhiên một tiếng cười lạnh lùng khẽ vang lên sau lưng tam tuyệt đao chỉnh trúc như chưa kịp quay đầu lại thì đối phương đã ngồi xuống bên bàn đối diện với y rồi thì ra chính là thần công sương người đã luôn với ánh mắt thù ghét nhìn y và thỉnh thoảng lại cười u ám đó là nguyên nhân chính đã khiến cho y thần hồn bất an chỉnh trúc như trông thấy nụ cười lạnh lồng giờ đây của đối phương lập tức dọn người ớn lạnh cả xương sống vội đứng phát dậy gượng gạo nói thì ra là thân thiếu hiệp xin mời ngồi lữ bách nhiên cởi khẩy tôn giáo đã chẳng thấy kẻ này đang ngồi rồi là gì chỉnh trúc như ngơ ngác lắc đầu cười để Trúc Như bảo chúng lấy thêm ly đũa cho thiếu hiệp Quay người rậm đi ra ngoài Lữ Bách Niên buông giọng sắc lạnh Ai cần uống rượu của tôn giá Chính Trúc Như đôi mày giật mạnh một cái Xong vẫn giữ thân phận chủ nhân Lễ phép cười nói Thiếu hiệp có điều chi chỉ giáo trăng Lữ Bách Niên không đáp đảo mắt Nhìn quanh một hồi đoạn cười phá lên nói Ha 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 Thì ra là bán bằng hữu cầu Vinh được nhiều lợi ích đến vậy Thảo nào Trình Đại Hiệp đã đột nhiên biến thành một người khác. Trình Trúc Như giận tái mặt trở mắt nói. Long Phụng Sơn Trang đối đãi với người bằng lễ độ nhưng không phải là một nơi khiếp nhược Mong Thiếu Hiệp hãy cẩn trọng cân nhắc lời nói kẻo trước lấy điều không hay. Lữ Bách Niên gần giọng Hử! lão làm bộ làm tịch với ai thế? Lão là gì biến ra bổn Thiếu Hiệp biết rất rõ dưới mắt bổn Thiếu Hiệp. Lão chẳng đáng đồng số nào cả tam tuyệt đao chỉnh trúc như đã từng được chứng kiến công lực và khinh công của chàng, Từ biết không phải là đối thủ. song nét không thể cam chịu như vậy, bèn buông tiếng cười khẩy nói. tôn giáo ngang ngực vô lấy như vậy, chớ trách tại hạ gọi người quẳng tôn giáo ra ngoài đấy. lữ bách niên bật cười ha hả, cứ gọi đi, chỉ cần nó gọi được người vào đây bổn thiếu hiệp lập tức bỏ đi ngay. bỗng ngưng cười đanh mặt nói tiếp lão nên ngoan ngoãn cúi đầu thì hơn hai người lớn tiếng cười la như vậy nếu bên ngoài có người thì đã vào xem xét rồi trình trúc như biến sắc nói tôn giáo đã làm gì chúng rồi lữ bách niên lạnh lùng bọn thiếu hiệp đâu có tàn ác như mấy người lão khỏi cần vào vĩnh trông mà phát tẩm trình trúc như làm sao chịu được những lời sỉ nhục như vậy giận dữ quát tiểu cẩu vô lễ lão phu liều mạng với ngươi tay phải trở nên mặt bàn toan tông mình nao bỏ vào lữ bách niên Tuy y có tiếng tam trên trốn giang hổ công lực cũng đáng kể được là cao thủ bậc nhất. Nhưng so với Lữ Bách Niên hiện nay thì hãy còn kém xa quá. Tay y vừa đặt lên bàn co ngón tay khe búng. Chỉ chung như liền cảm thấy nơi huyệt kiên tĩnh tê dại. Nội lực không còn đề tụ được nữa buông tiếng thở dài não ngột cúi đầu lặng thinh. Lữ Bách Niên nhớ lại việc xưa thật muốn bỏ chết đối phương ngay lập tức. Xong bỗng dưng chẳng lại cảm thấy không đành lòng buông tiếng thở dài nói hẳn lão không bao giờ ngờ tới ngày hôm nay lại lọt vào tay kẻ này chứ. Tam tuyệt đao chỉnh trúc như tự thấy mình cả đời hành sự công chính. Bình sinh chỉ có một điều hơi cắn rất lương tâm, song đó cũng là do bởi lòng tốt. Nghe nói liền chỗ to đôi mắt đầy kinh ngạc nên hoang mang nhìn Lữ Bách Niên hồi lâu đoạn nói. Thiếu hiệp giữa chúng ta không hề quen biết nhau, chẳng hay vì lẽ gì thiếu hiệp lại căm hận lão phu đến thế. Bách Niên căm hận. Lão là quý nhân thường hay quên, đương nhiên đâu có nhớ đến bổn thiếu hiệp nhưng hẳn não còn nhớ phong vân bảo trình trúc như bỗng kêu lên ồ thì ra là lữ bách niên ngắt lời giờ thì não đã rõ ý định đến đây của bổn thiếu hiệp rồi chứ vẻ mặt trình trúc như như biến đổi liên tục kinh ngạc vui mừng lo âu lẫn sợ hãi nói chung hết sức phức tạp chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của y trình trúc như cố đè nén niềm khích động trong lòng trầm chậm, chậm gật đầu nói Bất cả ý định của công tử thế nào hiện thời công tử chẳng phải là thân công xương hay sao? Lão Phu mong rằng từ nay về sau vẫn cứ là thân công xương, sống một cuộc đời mới quên dĩ vãng, như vậy sẽ có lợi cho công tử và luôn cả mọi người. Lữ Bách Niên giận đến trận trừng mắt, khá khen cho Trịnh Trúc Như đến hôm nay mà lão còn đỉnh khô môi múa mép những lời dối trá để gạt gẫm kẻ này ư. Ừ. Đúng là lão chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù công tử có giết chết não phu Lão phu vẫn nói vậy Lữ Bách Niên nghiến răng Giết chết não ư ừ, Đâu dễ dàng vậy được Hôm nay nếu kẻ này không thể làm cho não khai ra sự thật Thầy sẽ không mang tên Lữ Bách Niên nữa Ba tiếng Lữ Bách Niên vừa thốt ra khỏi miệng Trình Trúc Như lập tức hốt hoảng Mặt mày sám ngắt vội xua tay nói Công tử Công tử đừng đề cập đến cái tên Lữ Bách Niên được không Lữ Bách Niên giống to Lữ Bách Niên Lữ Bách Niên ta chính là Lữ Bách Niên. Thật ra nó định làm cái quái gì thế hả? Đi đến gặp gia phổ để phân rõ trắng đen. vung tay chụp vào vai chỉnh Trúc Như sách y khỏi chỗ ngồi chẳng khác một chú gà con. chỉnh chúng Như hốt hoảng hết lớn. Đừng, đừng đi. Hãy buông nó phu ra, nó phu còn có điều cần nói. Lữ Bách Niên cởi khẩy. Ai mà rảnh rỗi nghe não ba hoa chứ? Sách lấy Trình Trúc Như cất bước đi ra. Vừa đến cửa thì gặp hai người sóng vai từ ngoài đi vào. Lữ Bách Niên liền phất tay áo lập tức một luồng kinh lực xô ra đồng thời quát lớn tránh ra. Hai người kia cùng lúc cởi nói. Người trẻ tuổi do là không biết trời cao đất dày, Long Phụng Sơn Trang đâu để cho ngươi ngang tàn sinh sự được. Đồng thời hai người cùng vung trưởng, Lữ Bách Niên liền cảm thấy kinh lực của mình biến mất như đá chìm đáy biển. Tiếp đến là một luồng sức bật mạnh khôn tả hết tràng thột lùi ra sau. Ngay khi ấy hai người đã tiến vào trong phòng, Lữ Bách Niên hất đầu cởi nói. Hai người hợp sức chẳng qua cũng chỉ có vậy. Chưa rút lời bỗng lại có một người bước vào, người ấy vừa hiện thân. Lữ Bách Niên liền như quả bóng xỉ hơi, hông khí lập tức tiêu tan. Bất giác buông chỉnh Trúc Như ra, thần thái cũng đều trở nên nghiêm trang lách người đứng sang bên. Thì ra người ấy chính là thần long kiếm khách Lữ Phi Hồng. Lữ Bách Niên dù có gan bằng trời, dù lòng có căm hận cũng chẳng dám sức giật trước mặt phổ thân. Qua cái nhìn thật nhanh, Lữ Bách Niên nhận thấy người phụ thân già đã lâu không gặp, trên mặt này có thêm nhiều dấu tích gió xương hai chòm tóc may cũng đã có thêm nhiều lữ bách niên nghe lòng đau xót cơ hồ buột miệng cất tiếng gọi ngay khi niềm khích động dâng trào ánh mắt thần long kiếm khách đã ném về phía chàng mỉm cười nói sự tiếp đãi của tệ trang không được chu đáo có chỗ thất lễ cho lão phu thành khẩn xin lỗi nhưng mong thiếu hiệp rộng lòng tạm nguôi cân thịnh nộ cho biết nguyên ủy lão phu sẽ tức khắc sửa đổi ngay lữ bách niên cảm thấy ánh mắt phổ thân sắc lạnh bất giác giận người nỗi niềm rào rặt không còn biểu lộ được nữa thần long kiếm khách theo lữ bách niên ra chiều bối rối lại mỉm cười nói xin mời thiếu hiệp ngồi đồng thời phát tay áo giải huyệt cho trình trúc như lữ bách niên đành ngồi xuống với nỗi lòng vô cùng phức tạp hai nam nhân đã đối trưởng với chàng khi nãy ngồi xuống hai bên thần long kiếm khách còn trình trúc như thì lại ngồi bên cạnh chàng thần long kiếm khách đảo quanh mắt dừng lại trên mặt trình trúc như nói ai đã đắc tội với thân thiếu hiệp vậy Hồi thứ bảy, vô vàn thất vọng. Tam tuyệt đao trình trúc như cười khổ sở. Không phải ai khác chính tiểu đệ với thân thiếu hiệp đã có chút hiểu lầm nhau thôi. Thần long kiếm khách buông tiếng thở dài cảm khái. Huynh đệ ngu ca sở dĩ thành lập nghinh tân quán là với mục đích kết giao bằng hữu chứ đâu phải tự gieo mầm thủ quán. Câu nói tuy nhẹ nhàng song thực tế còn nặng hơn cả núi Thái. Trình trúc như đỏ mặt lúng búng, tiểu đệ đã biết lỗi rồi. Thần long kiếm khách nghiêm giọng Vậy thì hiền đại xin lỗi thân thiếu hiệp Thiết nghĩ thân thiếu hiệp khoan dung đại lượng hẳn không chấp nhất đâu Trình Trúc Như quả thật đứng lên Quay sang Lữ Bách Niên ôm quyền thi lễ nói Thân thiếu hiệp Lữ Bách Niên nghiêm mặt xua tay lạnh lùng ngắt nảy Giấy không thể gói được lửa tôn giá nên nói thật ra thì hơn Thảo long kiếm khách những mày Trúc Như ra hai người còn ẩn tình gì nữa đây Trình Trúc Như nhìn nhanh Lữ Bách Niên ánh mắt ngọc vẻ đau xót ấp ống nói Thân thiếu hiệp Thân thiếu hiệp tự nhận là nhi tử của đại ca Lữ Bách Niên Bảo tiểu đệ phải làm chứng cho sáng tỏ Thần Long kiếm khách sửng sốt Có việc như vậy ư Ánh mắt như tia chớp quét đến mặt Lữ Bách Niên Ngưng thở nhìn chàng hồi lâu đoạn lên tiếng nói tiếp Dựa vào đâu chứ Lữ Bách Niên bèn với lòng tràn trái hy vọng Khích động lần lượt kể lại mọi sự đã xảy ra hôm trước Tại phong vân bảo Nghe xong thần Long kiếm khách bật cười nói Có thật như vậy ư Tam tuyệt đao chỉnh trúc như nói việc này tiểu đệ cũng không sao giải thích được người ta muốn nói sao tiểu đệ cũng đành chịu đại ca thần mục như điển thiết nghĩ tiểu đệ cũng không cần phải nói nhiều thần long kiếm khách ngoảnh sang hai não nhân hai bên trong mày cười chua chát trên trốn giang hồ đã có đồn đại việc này từ lâu lúc ấy tiểu đệ cũng nghĩ có lửa mới có khói nên đã gọn hỏi tiện nội tiện nội mới bảo rằng Nghiên nhi hiện thời có phải là nhi tử của mình hay không chả lẽ ngay cả mình cũng không phân biệt được hay sao Lão nhân bên phải cười nói Trang chủ nhận thanh niên nhi hiện tại có vấn đề gì không Thần long kiếm khách bật cười Ngay cả nhi tử mình mà tiểu đệ cũng không nhận được ra Thì há chẳng quá ư nực cười hay sao Có lòng nữ bách niên mỗi lúc càng thêm chịu nặng Đến đây thì chàng biết đã không còn hy vọng gì nữa Ngay cả phụ thân mà cũng không nhìn nhận chàng Vậy thì còn biết thưa kiện vào đâu Chàng nghe lòng vô cùng đau nhói Đầu óc quay cuồng đến cơ hồ phát điên Thần long kiếm khách nói tiếp Lúc đầu tiểu đệ cũng không hiểu nổi người nào có hiểm khích với tiểu đệ. Đã cố tình đặt điều hầu đã kích chút tiếng tam của tiểu đệ trong trốn giang hồ. Giờ mới hiểu ra chính não đạo sĩ giả Trương Bách Cơ đã đứng sau điều khiển. Nhìn vị nào ca hẳn chẳng lạ gì con người của Trương Bách Cơ phải không? Hai nạo nhân cùng cười vào đồng thanh nói. Tên bại hoại võ lâm ấy chưa chết ư. Việc nào mà dính dáng đến đi thì còn chi phải nói nữa. Lữ Bạch Nhiên nghe máu nóng dâng lên đến tận óc hai mắt chợt tối sầm suýt nữa thì ngất xỉu bỗng nghe thần long kiếm khách quát lớn thân thiếu hiệp chàng giật nảy mình lập tức tỉnh táo lại ngay lẽ tất nhiên trong lòng lữ bách nhiên hết sức tức tối song trước mặt là thân phổ chàng dẫu thế nào chàng cũng không thể trả đũa như những người khác chàng định thần thầm buông tiếng thở dài nhổ dường như con người của phổ thân cũng không còn như trước nữa dù có phân biện cũng hoài công xem ra chỉ còn tìm cách khác thôi đang ngẫm nghĩ lại nghe thần long kiếm khách nói tiếp lão phu thấy thiếu hiệp trẻ người non dạ nhất thời bị người xúi dục chưa kể được là tội nặng miễn thiếu hiệp hối cải lão phu cũng chẳng truy cứu cho thiếu hiệp một cơ hội tự sở mình thôi thiếu hiệp hãy đi đi lữ bách niên buông tiếng thở dài lặng lặng đứng lên thần long kiếm khách bỗng lại khoát tay ngăn chặn lại nói tiếp nếu thiếu hiệp quyết chí cầu tiến từ đây tốt hơn không nên tiếp xúc nhiều với não đạo sĩ giả trương bách cơ tộc ngữ có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng thiếu hiệp là người thông minh hẳn không cần não phu phải nói nhiều lữ Bạch niên cố dằn nén nỗi ấm ức ngập tràn ôm quyển nói xin đa tạ những lời vàng ngọc của tiền bối bỗng cổ họng uất nghẹn không nói tiếp được nữa cúi gầm mặt bước ra khỏi phòng sau lưng chỉ nghe thần long kiếm khách căn dặn trình trúc như trúc như hiện đã hãy đưa thân thiếu hiệp ra ngoài kẻo có kẻ gây khó khăn lữ Bạch niên không chờ trình trúc như đi ra đã sải bước đến cửa chợt thấy bóng người thấp thoáng hiện ra hai lão nhân tuổi chạc ngũ tuần đứng cản trước mặt lữ bách niên không dám ngang tàn trước mặt phổ thân giờ đây lửa giận lập tức bừng dậy đôi mày kiếm nhướng lên và định đổ chút cơn giật vào hai lão nhân đấy, bỗng nghe chỉnh trúc như từ sau lưng quát lớn trang chủ có lệnh không được cản trở thân thiếu hiệp hai lão nhân nghe tiếng liền lách sang bên lữ bách niên buông tiếng cười khẩy cất bước ra khỏi cửa Tam tuyệt đao chỉnh trúc như bước nhanh tới đi sóng vai với lữ bách niên. Khi gần đến hoàng đường, nhân lúc xung quanh vắng người trình trúc như khẽ nói. Niên điệt, giữ được rừng xanh thì không sợ thiếu quỷ. Hiền điệt phải cố gắng tự bảo trọng lấy thân tìm gặp người đã tặng chiếc hồ lô rượu. Lữ bách niên khi rời khỏi lầu kỳ trần trong lòng ngoài sự tức bậc còn chán chường không kể. Bỗng nghe chỉnh trúc như nói vậy chàng vô cùng hoang mang. Vừa định lên tiếng chế nhạo thì trình trúc như bỗng im bặt bỏ dở câu nói lữ bách nhiên ngoảnh sang buông tiếng cười khẩy chợt thấy trình trúc như lão đảo nghiêng ngả sang bên lữ bách nhiên vội chộp bắt lấy tay y hốt hoảng kêu lên trình trúc như lão ngay khi ấy bên cạnh bỗng xuất hiện một người la lớn mọi người đến đây mau tên tiểu tử họ thân đã sát hại phó trang chủ rồi lữ bách nhiên một tay đang nắm giữ trình trúc như chưa kịp buông ra thì bóng người nhấp nhoáng đã có bảy tám người nghe tiếng kéo đến người nọ trỏ tay vào chàng nói lớn mọi người xem đó Hắn còn không chịu buông phó trang chỗ ra nữa kìa Lữ Bách Niên tức tối dậm chân buông Trình Trúc Như hét lớn Ngươi nói gì cậu thả vậy hả Đồng thời đã tông mình lao về phía người kia Người ấy ra lên Cứu ta với Người lướt đi nấp ngay vào đám đông Cùng lúc ấy một đại hán quát lớn Giờ ngươi muốn giết người diệt khẩu không còn kịp nữa đâu vung tay ném ra hai đốm sáng bạc nhanh như chớp bay thẳng vào mặt Lữ Bách Niên Lữ Bách Niên lặng người tránh khỏi thoáng chững người Một hắn tử khác hét lớn Ngươi thật quá vô lương tâm Đâu còn xứng đáng là con người nữa Đầu thời vung kiếm một chiêu Độc long xuất động nhanh nhẹn đâm tới Lữ bách niên mày kiếm giật niên hỏi Tức giận đến đổi sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng Trong tiếng cười gàn thụp người xuống Tay cháy vung lên chụp trúng cổ tay hắn tử nọ Thoáng dồn sức trường kiếm liền vuột tay rơi ra Lữ bách niên lẹ làng bắt lấy chân phải tung lên vào quát Xéo đi Hắn tử nọ bị đá văng bắn ra xa ngoài một trượng Lữ Bách Niên vừa dướn thẳng người thì lại có hai người lao tới tấn công. Chàng bỗng lùi nhanh ra sau ba thước, hai người ấy liền công hột. Lữ Bách Niên bỗng lại tiến tới hữu kiếm tả trưởng. Vừa định xuất thủ tấn công hai người ấy, bỗng lại có hai người trước mặt lao nhanh tới. Bốn trưởng đều vung lên công tới. Lữ Bách Niên lặng người tránh khỏi, xong hai người khác trước lại từ hai bên tả hữu công tới. Lữ Bách Niên vung kiếm phóng trưởng nghênh đón, hai người sau lại quay người công tới, lập tức lữ bách niên bị hãm trong vòng vây của bốn người lúc này trong năm tòa đèn đuốc sáng choang người kéo đến mỗi lúc một đông kẻ trước tiên đã bảo chàng giết chết trình trúc như đứng bên ngoài vừa chỉ trỏ vừa kể lại việc lữ bách niên hạ sát trình trúc như lữ bách niên đối phó với bốn người chỉ thoáng chốc đã đánh ngã chúng song lúc bấy giờ đã gây nên sự công phẫn người kéo đến như sóng xô lữ bách niên vừa kinh hãi vừa tức giận toan động thủ quyết đấu thì bỗng có người lên tiếng quát xin các vị yên nặng lữ trang chủ đến mọi người dù thật hay giả đều có phần kính nể lữ trang chủ và nghe lữ trang chủ có mặt hiện trường lập tức yên nặng đồng thời nhích người tránh ra một lối đi lữ bách niên đảo mắt chỉ thấy đám đông xung quanh đều tập trung ánh mắt tức giận vào mình khiến chàng cảm thấy hết sức khó chịu tiếp đến bóng người thấp thoáng mời mấy người nối tiếp nhau đi tới dẫn đầu chính là phụ thân chàng thần long kiếm khách lữ phi hồng mặt nộ rõ vẻ tức giận đến trước mặt nhìn chàng một hồi sau cùng dằn nén lửa giận lắc đầu thở dài nói thân thiếu hiệp thật khiến lão phu hết sức khó xử lữ bách niên liền phân bua ván bối không hề giết não ấy các hán tử buộc tội chàng đầu tiên liền nhảy ra nói chính mắt tài hạ đã trông thấy hắn hạ sát phó trang chủ rồi thì mấy gã hán tử kéo đến trước tiên cũng tranh nhau nói khi bọn tiểu nhân đến nơi thì hắn vẫn chưa buông phó trang chủ ra thần long kiếm khách trầm giọng nếu hung thủ không là thiếu hiệp thì là ai chứ? Lúc bây giờ Lữ Bách Niên đang tức giận đến muốn phát điên. Tai mắt mất đi sự linh mẫn đâu có phát hiện được kẻ đã ra tay hạ sát trình Trúc Như. Mặc dù chàng rất căm hận gã hán tử đã vô khống mình. song chàng chẳng tài nào chứng minh được sự thật. Chỉ ra kẻ đã hạ sát trình Trúc Như. Thế là chàng đành đuối lý cứng hỏng không thốt nên lời. Thần Long kiếm khách thoáng biến sắc nghiêm nghị nói. Lữ phi hồng này tuy có lòng nhưng lại không có lý buông tha cho thiếu hiệp nếu lão phu mà không phân xử được cho nạn nhân e rằng tất cả bằng hữu vô lâm đều mắng lão phu là giả nhân giả nghĩa không biết phải trái bỗng sải bước đi đến gần lữ bách niên nói tiếp thiếu hiệp cứ mặc sức trổ tài chỉ cần đưa được lão phu xuống cửu tiền một thể lão phu dù không đủ khả năng bảo vệ cho người của Tệ trang nhưng đã hết lòng hết sức không phải hổ thẹn với lương tâm lữ bách niên thấy phụ thân không gọi người khác mà lại đích thân khêu trận bất giác ngây người lòng hết sức phân vân khó xử thần long kiếm khách ôm quyển nói xin mời thiếu hiệp tiếp chiêu lữ bách nhân làm sao có thể động thủ giao đấu với phổ thân mình chàng buông tiếng thở dài hai tay buông thõng run giọng nói lão nhân ra cứ ra tay trừng phạt tại hạ tại hạ hai tiếng hài nhi vốn đã ra đến cửa miệng xong lập tức nén lại đổi là tại hạ lữ bách niên lúc này đã hết sức chán trưởng cảm thấy trong hoàn cảnh này thà chết còn sướng hơn nên chàng buông tay trở chết. Thốt nhiên một giọng nói thật khẽ truyền vào tai chàng. Thiếu hiệp thật quá sức ngu ngốc, thiếu hiệp định chết trong tay lệnh tôn thế này. Không thử nghĩ xem nếu trong tương lai sự việc sáng tỏ lệnh tôn sẽ ra sao. Nhanh nên hãy thoát thân qua hướng Tây Bắc kẻo sẽ gây nên trung thân trưởng hận. Lữ bách niên giật nảy mình bừng tỉnh ngẩng lên nhìn thấy phụ thân mặt hành sát khí nói. Thiếu hiệp đã tự biết lỗi lầm bó tay chịu tội lão phu cũng chẳng quá đáng chỉ phế bỏ nửa phần công lực của thiếu hiệp để cảnh cáo mà thôi. giờ ta nên nhắm ngay đại huyệt khí hải của lữ bách nhiên điểm thẳng tới. thần long kiếm khách tuy miệng nói chỉ phế bỏ nửa phần công lực của lữ bách nhiên, Sau khi ra tay lại vận hết mười thành công lực, nếu điểm trúng thì lữ bách nhiên đừng hòng có ngày mai nữa. thần long kiếm khách mừng thầm những ngỡ một chỉ là có thể đưa lữ bách nhiên vào cõi chết không còn phải lo lắng nữa. lữ bách nhiên được người truyền âm cảnh báo. Long đã có ý bỏ đi Nhưng nghe thần Long kiếm khách nói vậy Bèn lại đổi ý thầm nhủ Nếu chỉ phế bỏ nửa phần công lực Dĩ nhiên là sẽ hạ thủ không quá nặng Sao ta không vận công tự bảo Để người điểm trúng một chỉ cho hạ giận Chẳng như vậy sinh cơ đến tay lại lặng lặng qua đi Mắt thấy cái chết đã gần kề Bóng trong bóng tối có người thở dài nói Rõ là ương ngạnh không dạy bảo được Chỉ lực thần nông kiếm khách đã sắp chạm vào người Không ai còn cứu được sinh mạng của Lữ Bách Nhân nữa Thốt nhiên một tiếng oa một bóng đen từ trên không lao xuống nhanh như chớp loáng cái đã đến đỉnh đầu thần long kiếm khách mỏ sắc vuốt nhọn cùng lúc giáng xuống thần long kiếm khách nghe tiếng gió vụt vổ, biết không phải là loại chim thường chẳng dám khinh suất vội rụt tay về vung trưởng đánh lên không ngay khi ấy lữ bách niên cũng đã nhận ra đó là chú quạ mỏ đỏ trong bí cốc chẳng sợ nó làm tổn thương đến thần long kiếm khách vội quát tiểu hắc không được vô lễ chú quạ mỏ đỏ chân đỏ ấy vốn không có tên trong lúc cấp bách lữ bách niên đã buộc miệng gọi nó là tiểu hắc lữ bách niên lúc này cũng nhận ra sai lầm của mình bèn cất tiếng hú lạnh nót người vọt lên không lao về hướng tây bắc thì ra những người bên hướng tây bắc đều là hạng có thân thổ từ hoàng đường trở xuống người tuy đông song đâu thể ngăn cản được lữ bách niên huống hồ khinh công của lữ bách niên cao siêu khôn lượng chân không hề chạm đất từ trên đầu họ lướt qua thậm chí có nhiều người còn chưa kịp trông thấy gió bóng dáng của chàng chứ đừng nói nào ra tay ngăn cản. Những người ấy không ngăn cản được Lữ Bách Nhiên tức thì rối loạn nên phản tác dụng làm trở ngại thêm cho những người ấy đuổi theo chàng. Bóng đêm mịt mùng đã nuốt chửng bóng dáng chàng, chỉ để lại tiếng hú dài vạch xé không gian hồi lâu mới ngớt. Kiểu hắc thấy Lữ Bách Nhiên bình an thoát hiểm, cũng liền buông bỏ thần nông kiếm khách bay vút nên không đuổi theo sau Lữ Bách Nhiên. Diễn biến xảy ra quá nhanh, nhiều người chưa kịp hiểu ra việc gì thì đã qua mất rồi. Thần Long kiếm khách tức giận đến mặt tái ngắt hậm hực rậm chân ra lệnh. Canh giữ thật kỹ tất cả công cổ qua sông nghiêm mật lục xuất khắp vùng để xem hắn có tài gì thoát khỏi quân Sơn. Quân Sơn nằm trong hồ động đỉnh phía tây nam Nhạc Dương. Bốn mặt đều là sông nước không hề có ghe thuyền thì đừng hòng rời khỏi được. Quân Sơn lại rộng lớn nếu không rời khỏi được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Lúc thoát thân Lữ Bách Nhiên đang nghĩ đến điều ấy rồi. Bằng khinh công cao siêu tranh trước đến bờ hồ. Chàng không dám cướp đoạt ghe thuyền của Long Phụng Sơn Trang. Nha để lộ hành tung chỉ tìm một chiếc ghe nhanh của thường dân toàn cấp tốc thoát khỏi quân Sơn. Nào ngờ sau khi lên ghe, cách bờ chưa đầy hai trận thì chiếc ghe bỗng quay lòng vòng. Mặc cho Lữ Bách Nhiên công lực thần thông cũng chẳng làm gì được. Lúc ấy tiểu hoa cũng đã đến nơi đáp xuống cạnh chàng chỉ biết kêu oa oa ngoài ra chẳng giúp gì được chiếc ghe xoay vòng dài bờ chưa đẩy ba trận thì bị chủ ghe phát hiện đứng trên bờ la ó ầm mỹ lập tức cao thủ của long phụng sơn trang nghe tiếng cả thủy nó nục cùng tiến tới bao vây tràng tình thế vô cùng gay go lữ bách nhiên không biết bơi lội lòng hết sức lo lắng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm toàn thân bỗng nhiên một bóng người từ trên không đáp xuống bên bờ hồ lớn tiếng hét đồ ngu bỏ ghe lên bờ nhanh lên lữ bách nhiên bừng tỉnh chẳng cần biết là bằng hữu hay thổ tức khắc buông hai mái dầm trên tay xuống tông mình phóng vọt lên bờ hãy đi theo lão phu người nọ vừa rút lời lập tức phóng vút đi lữ bách niên cũng liền phi thân theo sau rời khỏi bờ hồ chiếc ghe không người vẫn tiếp tục trao động trong bóng tối đã giúp rất nhiều cho lữ bách Nhiên. mọi người ngỡ chàng vẫn còn ở trên ghe những kẻ đến trước lập tức lên tiếng chào hỏi bằng một loạt tên nọ Xong lúc này Lữ Bách Nhiên cùng người nọ đã thoát xa gần 40 trượng Tiểu Hắc cũng bay theo sát hai người Họ băng qua một cánh rừng Lữ Bách Nhiên ngẩng lên Loại thiên long phổng sơn trang hiện ra trước mặt Lữ Bách Nhiên lập tức phừng lửa giận sẵn giọng Tôn giáo là ai Sao lại dẫn tài hạn đến đây Người nọ vẫn đi tiếp không quay đầu lại Chỉ ném trả một câu Thật tức chết đi được Có đi theo hay không thì tùy ý Tông mình phóng qua bờ tường Vào trong long phụng sơn trang Hồi thứ 18, biến cố bất ngờ. Lữ Bách Nhân lâm bước đường cùng cắn răng thẩm nhổ. Là phúc thì không là họa, nếu nào họa cũng không tránh khỏi. Thôi được, nếu ngươi mà ám hại ta thì ta sẽ lấy mạng ngươi trước. Đoạn cũng vượt trần vào long phụng sơn trang. Một cánh tay từ trong bóng tối đưa ra ngoắt gọi chàng. Lúc này Lữ Bách Nhân không còn do dự nữa lập tức đi theo ngay. Lúc này Long Phụng Sơn Trang im lìm không một tiếng động lữ bách nhiên theo người nọ quen đường thuộc lối tiến thẳng vào trong nội viện đi vào một ngôi lầu ngôi lầu này nằm ở vị trí vô cùng kín đáo nếu không phải là người quen đường thuộc lối thì đừng mong tìm ra được lữ bách nhiên lòng đầy hồ nghi chỉ thấy người nọ bật hỏa tập thắp cháy một ngọn đèn dầu sau đó quay lại nói hãy dần nén chào lão phu quay lại rồi hãy liệu toan vừa dứt nói đã phóng vút đi bỏ lữ bách nhiên một mình ở lại trong ngôi lầu trong trước mắt lữ bách nhiên đã trông thấy người nọ tuổi chừng năm mươi mặc trang phục của long phụng sơn trang rõ ràng là người ở nơi này lữ bách niên vốn đã hồ nghi giờ lại càng hết sức hoang mang ngôi nổ ngoài một ngọn đèn neo nét không còn một món vật nào khác song trong không khí lại ngập mùi gỗ hương việc đã đến nước này lữ bách niên cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành đề cao cảnh giác kiên nhẫn nhắm mắt điều tức và chờ đợi người kia trở lại lữ bách niên hồi tưởng diễn biến vừa qua lòng không sao bình ổn được bên ngoài trời đã sáng rồi thì bóng đêm lại về một ngày đã qua đi mà vẫn không thấy người kia trở lại và cũng chẳng thấy ai đến quấy nhiễu chẳng lữ bách nhiên bị cơn đói khát hành hạ lòng bớt giác có phần bực bội đứng lên thẩm nhổ xem ra người kia nhất định đã gặp tai biến nếu không chẳng lý do gì đến giờ vẫn chưa trở lại ta trở máy ở đây cũng chẳng phải cách chi bằng ra ngoài xem xét rồi tùy cơ ứng biến thoát khỏi quân sơn rồi hãng liệu đang dò dẫm tìm đường đi Lữ Bách Niên chợt nghe tiếng gọi mình, lập tức mọi lo no âu đều tan biến. Lẹ làng lao tới quả đống đàn áo đạo sĩ giả Trương Bách Cơ. Lữ Bách Niên mừng rỡ, lão nhân ra không gặp rắc rối gì chứ. Trương Bách Cơ cười. Với tài cán của thần nông kiếm khách thì làm gì được lão phu, ôi nó phu nhất thời lỡ lời. Lữ Bách Niên khẽ thở dài, ván bối thật chẳng không thể ngờ được ra phụ lạnh như vậy. Điều rắc rối nhất là trình đại thúc đột nhiên bị người hại chết, phen này thì ván bối thảm hại hết sức. Trương Bách Cơ ngắt lời. Đừng thối chí sần lòng, phép này chúng ta đến đây không hề uổng công. Trước khi thay rời khỏi quân sơn rồi hãng toan tính kế hoạch lâu dài. Lữ Bách Nhiên thoáng trao mày Nhưng họ đã khống chế hết ghe thuyền. Trương Bách Cơ lại ngắt lời. Thiếu hiệp yên tâm lão phu đã có chuẩn bị từ trước rồi. Vừa nói vừa từ trên lưng lấy ra một cuộn vải dầu đưa lên miệng thổi. Nát sau vải dầu phồng lên thành một chiếc bè hình bầu dục. Bỏ trên mặt nước trở hai người một cách dễ dàng. Lữ Bách Niên thở dài cảm khái Lão nhân gia tính toán quả là chu đáo Trương Bách Cơ cười cười Đưa tay chỉ vào đầu nói Lão phu sống được đến tầng tuổi này Là nhờ vào bộ óc này đây Lữ Bách Niên nhẹ gật gù lòng vô cùng kính phục Vị kỳ nhân tiền bối bình dị dưới gần gối này Trương Bách Cơ mỉm cười phất tay áo phóng ra một luồng kình lực Chiếc bèo vải dầu lập tức lướt đi như bay trên mặt họ Lữ Bách Niên chật nhớ đến chú quạ mỏ đỏ buột miệng kêu lên Trương Lão dừng lại một nát ván bối đã quên mất một vị bảng hữu ai vậy trương bách cơ tuy hỏi thế xong vẫn tiếp tục phóng kính cho bé lướt đi con quạ mà ván bối đã kể hôm trước ngay khi ấy bỗng nghe trên không vang lên hai tiếng oa oa một bóng đen xà nhanh xuống đáp trên vai lữ bách nhiên trương bách cơ lại một cái phất tay họ liền biến mất trong bóng tối sau khi bình an rời khỏi quân sơn lữ bách nhiên vốn có rất nhiều điều định bàn bạc với trương bách cơ sau Bách Cơ chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ dẫn chàng đi suốt hơn 300 dặm đường khiến chàng thắc mắc hỏi. Trương não đã rời khỏi quân sơn rồi, lão nhân gia còn sợ gì nữa mà chạy mãi thế này. Văn bối đã sắp chết đói rồi đây. Trường Cơ cười bí ẩn, sắp rồi đã sắp đến nơi rồi. Đoạn tăng tốc độ tiến thẳng lên ngọn núi cao. Đi được chừng 30 dặm xa xa hiện ra 13 ngôi nhà giải rác trên lưng núi trước cửa nhà nào cũng có treo ra vào lông thú các loại hiển nhiên đó là những gia đình thợ săn. Trương Bách Cơ tiến thẳng về những ngôi nhà ấy, khi sắp đến gần bỗng nghe một tiếng quát lớn. Ai đó quay về mau ở đây không tiếp khách ngoài. Lập tức bộ đại hán từ trong rừng phóng ra cản đường hai người. Trương Bách Cơ tiến tới một bước ngắm nhìn các đại hán ấy một hồi, đoạn mới lên tiếng hỏi. Ngươi họ thường hay họ hoàng. Gã đại hán vừa nghe giọng điệu của Trương Bách Cơ biết ngay đối phương ắt có quan hệ thoáng ngẩn người nói. Đạo trưởng là Trương Bách Cơ ngắt lời. Người chưa cho lão phu biết họ ngươi là gì. Tại hạ họ thường. Thường thành là gì của ngươi? Là gia gia của tại hạ. Trương Bách Cơ khoát tay. Hãy đi báo với lão ấy bảo có đạo sĩ giả Trương Bách Cơ đến viếng. Gã đại hán như hết sức quen thuộc ba từ đạo sĩ giả lập tức giật mình thất sắc. Lão nhân ra. Sao còn chưa chịu đi mau hạ? đại hắn ấy không dám nói nữa vội công kính gật đầu thưa vâng lập tức quay người chạy như bay nát sau đó thấy hai bóng người lướt tới nhanh như chớp đáp xuống trước mặt trương bách cơ chắp tay xá giải nói trương đại ca vẫn mạnh khỏe mấy năm nay đại ca đã đi đâu vậy làm chúng tiểu đệ nhớ quá trương bách cơ cười lão phu vô sự thì đâu đến đây nhưng chuyện rông dài lắm hãy lo cho lão phu ăn no trước đã rồi thong thả hắn nói hai người cùng cười xin mời xin mời mọi người cùng đi lên triển núi vào trong một ngôi nhà nhỏ nhất. Đây là một ngôi nhà rất sơ sài, lối bách niên lòng thầm nhổ. Cuộc sống của họ hẳn rất là kham khổ. Nào ngờ chưa nghĩ dứt, bỗng thấy hai mảnh da thú treo trên vách trước mặt tách sang hai bên hiện ra một cánh cửa. Không người bước vào đó là một con đường hầm băng phẳng. Đi được chừng bốn năm trưởng bỗng rẽ sang trái. Lập tức trước mặt bừng sáng hiện ra một đại sảnh vô cùng sang trọng lộng lẫy. Hai người nọ lại nói, xin mời nhường khách thượng tọa nữ tí áo xanh dâng trà thơm lên trương bách cơ trỏ lữ bách nhiên nói vị này là lữ thiếu hiệp công tử của thần long kiếm khách lữ đại hiệp bằng hữu vong niên của lão phu hai lão phu này đưa mắt ngắm nhìn lữ bách nhiên thoáng kho mình gật đầu cởi chào lữ bách nhiên chậm chậm đứng lên ôm quyền thi lễ nói mặt học lữ bách nhiên kính chào nhị vị lão tiền bối trương bách cơ lại chỉ hai lão nhân nói hai người này một vị là thường đắc công một vị là hoàng thành kim Đào là bằng hữu đạo nghĩa của lão phu bình sinh rất hay giúp người phen này phải làm phiền đến họ xuất sơn giúp thiếu hiệp một tay lữ bách niên trước tiên gặp cái bang rồi sau cùng vào long phụng sơn trang đã nhận thức sâu sắc về nỗi khổ cô thân độc mã nên rất muốn được kết giao một số bằng hữu hầu có thể giúp sức cho mình bèn xá giải nói rất thân hạnh nhưng mong nhị vị não tiền bối không tiếc chỉ giáo cho lúc này bàn tiệc đã được dọn bày thường đắc công đứng lên nói xin mời nhị vị ngồi vào bàn trương bách cơ bật cười bọn này quả tính đã đói quá rồi không khách sáo nữa đâu lập tức ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến lữ bách nhân cũng chẳng khách sáo cùng trương bách cơ ăn uống ngon lành hai người ăn đã khá no trương bách cơ nâng ly rượu lên cười nói lão phu mượn hoa dâng phật trước hết xin đa tạ nhị vị mời hãy uống cạn ly này rồi lão phu có việc cần bàn với nhị vị thường đắc công và hoàng thành kim cũng nâng ly uống cạn Lữ Bách Niên cũng uống hết một ly, giờ đây chẳng đã có thể uống năm ba ly rồi. Đoạn thường đắc công nói, Trương đại ca, giao tình giữa chúng ta khác với mọi người. Có điều gì đại ca cứ thẳng thắn nói ra, chúng huynh đã sẵn sàng vâng mạng chấp hành. Trương Bách Cơ trỏ Lữ Bách Niên nói, chính là việc của Thiếu Hiệp đây. Đoạn quay sang Lữ Bách Niên nói tiếp, Lữ Thiếu Hiệp, hai người này đều là những người bằng hữu đáng tin cậy. Thiếu Hiệp nói cho họ biết về việc của mình đi, lữ bách niên sớm đã đặt hết niềm tin vào trương bách cơ tất nhiên là vâng lời bèn cả lại cảnh ngộ của mình cho nhị vị thường hoàng nghe nghe xong thường đắc công và hoàng thành kim cùng nhìn nhau sững sở động thanh nói nếu không phải có trương đại ca làm chứng huynh đại lão thật chẳng dám tin Tộc ngữ có câu hổ độc không ăn thịt con trên đời này có phụ mẫu nào mà không nhìn nhận con cái trương bách cơ gật gù lúc đầu lão phu cũng nghĩ như vậy nhưng sau khi tiềm nhập long phụng sơn trang thì Nam Phô mới hiểu rõ hoàn toàn. Lữ Bách Niên cùng Trương Bách Cơ trên đường đến đây chỉ lo đi đường không đề cập gì đến việc của Long Phụng Sơn Trang. Lữ Bách Niên liền nôn nóng hỏi. Trương Lão Nhân ra đã phát hiện ra điều gì vậy? Trương Bách Cơ nhìn Lữ Bách Niên buông tiếng thở dài. Nói ra e thiếu hiệp phải giật mình. Lữ Bách Niên cười chua chát. Quái nòng ván bối hiện đã chết nửa phần rồi có lẽ không dễ giật mình đâu. Trương Bách Cơ bỗng nghiêm mặt. Nếu Lão Phu không lầm Thần Long kiếm khách có lẽ không còn nào lệnh tôn nữa rồi Lữ Bách Nhiên mới vừa hoanh hoang Giờ nghe nói liền rúng động tâm thần Miệng há hốc hồi lâu thốt chẳng nên lời Thật lâu chẳng mới hồi thần Buông tiếng thở dài nói Lão gia thân quen với gia phụ lắm sao Trương Bách Cơ lắc đầu Lão Phu chưa từng gặp qua lệnh tôn bao giờ Lữ Bách Nhiên mắt bỗng rực lên Vậy sao lão nhân gia này biết đó không phải là gia phổ trương bách cơ cười cười thần long kiếm khách hiện nay rất giống một người bằng hữu cũ của lão phu cho nên lão phu mới dám cả gan đặt giả thiết như vậy lữ bách niên kể từ khi về tạm trú ở phong vân bảo phụ thân vì bận việc hành nghiệp trước sau chỉ đến phong vân bảo thăm hỏi mẫu tử trang ba lần và thời gian gần gũi tổng cộng không đầy hai tháng hơn nữa lúc bấy giờ lữ bách niên còn nhỏ ngoài diện mạo phụ thân ra chẳng còn nhận được gì khách Phen này gặp gỡ phổ thân Tâm hồn chàng chẳng cảm nhận chút thân tình nào cả Hệt như thể người xa lạ vậy Đó là một nghi vấn chẳng những không dám đề cập với Trương Bách Cơ Thậm chí chẳng không dám nghĩ đến Chàng thà cam chịu cái chết chứ không muốn phổ thân là giả mạo Bởi nếu phổ thân quả là giả mạo Thì cảnh ngộ của phổ thân quả là khủng khiếp Lữ Bách Niên với tâm trạng ấy Thật ước cho nhận xét của Trương Bách Cơ là phạm sai lầm Do đó lại vội hỏi Lão nhân gia không nhìn lầm chứ Trương Bách Cơ cười Lão Phu đâu có sống quẩn mấy mươi năm dài Lữ Bách Niên nghe lòng chìm xuống Vậy thì lão ta là ai Trương Bách Cơ bỗng lại lắc đầu Cái đó thì Lão Phu chưa thể khẳng định Chính vì vậy mà Lão Phu mới đưa Thiếu Hiệp Đến đây gặp hai vị lão đại này Đoạn chỉ thường đắc công nói tiếp Thiếu Hiệp biết không Vị thường lão đại này khi xưa dưới giang hồ Gọi là Bạc Nhật Thử Sưng tuyệt võ lâm về tài truy tìm thám thính Lúc Lão Phu kết giao với họ Chính nhờ sự giúp đỡ của thường lão đệ mà nó phu đã vượt qua biết bao đại nạn và được nhiều lợi ích. Lữ Bạch Niên lại đứng lên ôm quyển nói, ván bối thật thất kính. Thường đã công kho mình đắp lễ cởi nói, đừng nghe trương nóc ca thổi phồng, trò soạn xính đâu đáng cho thiếu hiệp đệ tâm. Trương Bách Cơ này chỉ hoàng thành kim nói, vì hoàng nóc đệ này thì nhờ sở trường về các môn ám khí, ngay hiện tại chỉ e rằng chẳng ai bị kịp. Lữ Bách Niên lại ngỏ lời kính ngưỡng với Hoàng Thành Kim. Trương Bách Cơ lại ngoảnh sang Lữ Bách Niên nói vị lữ thiếu hiệp này một thân kinh công đã đạt đến mức thần hóa là một bậc kỳ tài mà nó phu bình sinh duy nhất đã gặp phóng mắt trên trốn giang hồ e rằng chẳng còn ai hơn được nói đến đây bỗng cười phá lên lại nói tiếp nếu bốn chúng ta mà có thể nắm tay hợp tác giang hồ tuy rộng lớn nhưng cũng không còn việc gì nằm khó chúng ta được nữa chẳng hay nhị vị não đệ có còn hào khí năm xưa tái nhập giang hồ để giúp lữ thiếu hiệp tạo dựng một phen sự nghiệp trăng thường đắc công và hoàng thành kim cũng nào phải hạng người an phận thủ thường ra luôn nhụt khí. Lúc Trương Bách Cơ và Lữ Bách Niên có mặt, thì hai người sớm đã có lòng, giờ đây cùng nhìn nhau rồi cởi nói. Trương Đại Ca đã xem sọng huynh đệ bọn ta đến đây rủ mời. Như câu chọn mặt gửi vàng, cái mạng già này cũng chẳng màng nữa. Trương Đại Ca có điều gì cần thiết cứ sai bảo. Trương Bách Cơ đưa mắt nhìn Lữ Bách Niên nói. Lão Phu nhận thấy trước mắt có hai đại sự cần phải điều tra cho minh bạch, rồi có thể bổ thuốc đúng chứng bệnh hiệu quả cao hơn. Lữ Bách Niên hỏi, hai đại sự gì vậy trương bách cơ nghiêm giọng điều thứ nhất là phải tìm hiểu rõ thân phận thật sự của thần long kiếm khách hiện nay tại long phụng sơn trang hầu chứng thực nhận xét của lão phu có đúng hay không lữ bách niên gật đầu lão nhân gian nói đúng điều ấy hết sức trọng yếu trương bách cơ nói tiếp điều thứ hai là phải điều tra ra hạo lạc của lệnh đường lữ bách niên giật mình ngất lời gia mẫu không ở long phụng sơn trang sao trương bách cơ gật đầu Chẳng những lệnh đường mà người giả mạo thiếu hiệp cũng không có mặt trong Long Phụng Sơn Trăng. Họ đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra một người giả mạo thiếu hiệp. Hẳn là phải có nguyên nhân cho nên điều ấy cũng hết sức trọng yếu. Phải điều tra minh bạch mới được. Trương Bách Cơ chỉ vài lời đã nêu rõ trọng tâm của cả vấn đề. Khiến Lữ Bách Niên bội phục sát đất. Lòng ngập tràn vui mừng đến cảm kích. Không ngớt ôm quyền cảm tạ Trương Bách Cơ. Trương Bách Cơ cười nói tiếp. Còn điều thứ ba. Theo Lão Phu thấy thì phải giúp Thiếu Hiệp tìm ra nơi trú ngộ của gia đình thiết trưởng thần quyền Trung Đại Quang. Trương Bách Cơ như thể nhìn thấu cõi lòng Lữ Bách Niên. Ngay cả một chút tình cảm tế nhị của chàng dành cho gia đình họ Trung mà Lão cũng nghĩ tới. Lữ Bách Niên lại càng thêm bội phục hơn. Thật sự cũng quả như vậy. Nếu bảo Lữ Bách Niên không hề nhớ nhung Trung Ngọc San thì đó là sự dối lòng và dối người Hồi thứ 19 Đại Náo Võ Đang Đạo sĩ giả Trương Bách Cơ trước hết lo no liệu xong xuôi cho việc Lữ Bách Niên Sau đó quay sang việc mình nói Lữ Thiếu Hiệp trong thời gian rảnh rỗi chúng ta ở không cũng chán Lão Phu định mời Thiếu Hiệp cùng đến núi Vo Đăng một chuyến Để lo no liệu chút việc riêng của Lão Phu Chẳng hay Thiếu Hiệp có bằng lòng giúp cho không Bất kỳ ai cũng không thể nào từ chối được lời thỉnh cầu ấy Lữ Bách Niên liền đáp ngay Lão nhân gia đã giúp vãn bối quá nhiều Vãn bối chưa có gì đền đáp xin sẵn sàng theo lời dặn bảo của lão nhân gia dù lên núi kiếm hay xuống biển đao văn bối quyết chẳng từ nan xá chi là núi võ đang trương bách cương nghiêm mặt lão phu tuy xuất thân từ phái võ đang nhưng với trưởng môn nhân võ đang hiện nay như nước với lửa đến lúc ấy mong rằng thiếu hiệp có thể giúp lão phu đến cổng lữ bách Nhiên gật đầu xin lão nhân gia yên tâm hiện nay văn bối cũng đã thấy rõ bộ mặt giả dối của con người rồi trương bách cơ cởi hớn hở Thiếu hiệp quả là người sáng suốt, lão phu được quen biết thiếu hiệp thật vui mừng biết bao. Vậy thì chúng ta ăn uống xong đều tức một nát, rồi mỗi người chia nhau hành sự. Thường hoàng hai vị lão đệ thấy sao? Thường đắc công và hoàng thành kim gật đầu động thanh nói. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian càng nhanh chóng càng tốt. Nếu trương đại ca không trách chúng tiểu đệ thất lễ xin phép được đi no liệu việc của mình trước. Trương Bách Cơ Cư cười nhìn vị não đẻ cứ tự nhiên bọn ta ăn uống xong nghỉ ngơi một nát rồi sẽ tự rời khỏi thường đắc công gọi gã đại hắn khi nãy trận đường đến dặn dò vài câu đoạn cùng hoàng thành kim vòng tay thi lễ lui ra trương bách cơ và lữ bách nhiên ăn xong bèn ngồi ngay trong đại sảnh điều tức nội công hai người đều cực kỳ thâm hậu chưa đầy hai canh giờ thì bao mệt mỏi đều tiêu tan tinh thần sung mãn vô cùng hai người ra khỏi nhà lá tiến thẳng về núi Võ đang trương bách cơ đã quen đường thuộc lối hai hôm sau đã có mặt ở khu vực núi Võ Đăng theo đường tắt thẳng lên Tam Nguyên Quan, trọng địa phái Võ Đăng. Đang đi bỗng nghe tiếng trầm giọng quát, đứng lại. Ánh thép sáng ngời một đạo sĩ tay cầm trường kiếm từ bên đường phóng vút ra, đứng cản trước mặt hai người. Trương Bách Cơ mỉm cười, người là đệ tử thuộc vai vế dị. Đạo sĩ ấy thấy Trương Bách Cơ mình mặc đạo trang lời đã hết sức khỏa nhã bèn ôm kiếm đáp. Tiểu đạo thuộc vai vế chữ thanh, Trương Bách Cơ ngắt lời vậy là đệ tử đời thứ nhỉ đạo sĩ thấy trương bách cơ bảo hãy mau báo cho trưởng môn nhân các ngươi biết bảo đến ngay thiên chỗ phong gặp lão phu vừa dứt lời bỗng phất tay áo một luồng kinh lực vô hình đẩy đạo sĩ nọ bay ra ngoài xa ba trưởng đến khi y lồm cồm bò dậy được thì đối phương đã biến mất bèn chẳng dám chậm trễ giờ khinh công cấp tốc trở về tam nguyên quan môn quy phái vô đang hết sức nghiêm cận nhưng cái tên trương bách cơ đã khiến vị đệ tử đời thứ nhỉ ấy khiếp hãi đến mức quên mất phái quy xông thẳng vào chân võ điện người trực chân võ điện là một đệ tử đời thứ nhất liền trong mày quát thanh vân ngươi thật là to gan đứng lại mau thanh vân giật nảy mình vội khom mình nói bẩm sư thúc đại đại ma đầu trương bách cơ bỗng nhiên xuất hiện đòi trưởng môn sư tổ đến gặp tại thiên chủ phong vì đại tử đời thứ nhất giật mình thật chăng đại tử đang nghe nào ta chính miệng tự xưng danh tính và còn bị lão ta quét teo hất ra xa hơn ba trận nhất định lão ta chẳng sai vì đệ tử đời thứ nhất quay người nói hãy theo ta đưa thanh vân đạo sĩ băng qua chân võ điển rẽ sang một gian tĩnh thất đứng trước cửa dương thanh nói đệ tử viễn trần có việc cần bẩm báo trưởng môn sư tôn xin trưởng môn sư tôn cho phép gặp một thiếu niên tộc trang từ trong tĩnh thất bước ra kho mình thi nế với viễn trần và nói trưởng môn sư tôn có rộ truyền tam sư huynh vào gặp Viễn Trần đưa Thanh Vân vào tĩnh thất của trưởng môn. Thấy bên trong đang có mặt nhị sư thúc thiên nguyên đạo trưởng và ngũ sư thúc thiên tự đạo trưởng. Viễn Trần đạo nhân trước hết tham kiến trưởng môn sư tôn. Sau đó thi lễ với nhị vị sư thúc đoạn mới nhẹ giọng bẩm. Bẩm trưởng môn sư tôn theo Thanh Vân báo cáo. Trương Bách Cơ tự nhiên đến bổn sơn ở tại thiên trổ phong cung hầu sư tôn pháp giá. Trưởng môn vô đang thiên nhất chân nhân ngẩng lên đưa mắt nhìn Thanh Vân đạo sĩ. Thanh Vân Đạo Sĩ vội tiến tới vái lại và nói. Lão Trương Bách Cơ đã tự báo danh tính với đệ tử, mời Pháp giá trưởng môn sư tổ đến thiên trụ phong hội ngộ. Thiên nhất chân nhân thoáng nhữ mày chỉ mỗi mình lão ta ư. Thanh Vân Đạo Sĩ vội đáp, còn có một thiếu niên nữa đồng hành. Thiên nhất chân nhân gật đầu, được rồi các ngươi hãy nuôi ra. Viễn Trần và Thanh Vân thi nễ rồi lui ra khỏi tĩnh thất. Thiên nhất chân nhân bỗng quay sang thiếu niên tục trang nói tử an ngay đi mời hết các vị sư thúc đến đây ngay thiếu niên ấy tên là viên tử an đệ tử nhỏ nhất của thiên nhất chân nhân nghe nói liền cung kính gật đầu thưa vâng quay người đi ra khỏi tĩnh thất lát sau bốn vị sư đệ của thiên nhất chân nhân là thiên tâm thiên hữu thiên an và thiên chỉ lục tục có mặt tại tĩnh thất thì lễ xong ngồi xuống thiên nhất chân nhân khẽ buông tiếng thở dài nói các vị sư đệ vị trương sư thúc mà khi xưa đã bị sư tổ đuổi ra khỏi sơn môn đã tuyệt tích sang hồ trong hơn 30 năm qua. Không ngờ hôm nay lại tìm đến đây hẹn bổn tọa gặp nhau tại Thiên chủ Phong. Chẳng hay các vị sư đã có ý kiến gì không? Thiên chỉ đạo trưởng thoáng trao mày Kiểu đã có một số điểm không rõ về vị trương sư thúc ấy. Nhưng xin trưởng môn huynh bày tỏ cho. Thiên nhất chân nhân đảo quanh mắt dừng lại trên mặt thiên chỉ đạo trưởng nói. Thất sư đã có ý kiến gì? Thiên chỉ đạo trưởng nói vị chân sư thúc ấy có thể nói là nỗi nhục của bổn phái tiểu đệ rất là không hiểu lão ấy đã nhiều phen đến đây nhiễu sự vì lẽ gì bổn phái lại nhẫn nhẫn như vậy thiên nhất chân nhân khẽ thở dài bổn tọa còn nhớ hồi ba mươi năm trước lão ấy đã tìm lên núi lúc ấy chỉ có bổn tọa theo hầu ân sư đôi bên một lời không hợp đã động thủ giao chiến sau hai trăm chiêu thì ân sư đã trở nên kém thế may nhờ lữ sư thúc đến kịp hai người liên thủ mới đuổi được lão ta lướt mắt nhìn qua các vị sư đệ đoạn lắc đầu nói tiếp lão ta đã ẩn tu ba mươi năm công hành dĩ nhiên càng thêm tinh tiến nghĩ năm xưa ân sư còn không địch lại lão ta huống hồ các sư huynh đệ chúng ta thiên chỉ đạo trưởng bỗng nói chúng ta đơn độc giao đấu có lẽ không ai là địch thủ của lão ấy nhưng thất tinh kiếm trận của bổn phái uy trấn thiên hạ tiểu đệ chẳng tin không giam hãm được lão ấy vấn đề là trưởng môn sư huynh có ý định nhân dịp này dứt tuyệt hậu hoạn hay không thiên nhất chân nhân phân vân điều ấy điều ấy chẳng trách ngay cả sư tổ sư thúc mà chẳng còn làm gì được vị sư thúc khư đốn này dĩ nhiên bởi thân phận và địa vị khác nhau nên nhận xét giữa thiên nhất chân nhân và thiên chỉ đạo trưởng cũng khác nhau thiên nguyên đạo trưởng bông lên tiếng bẩm trưởng môn sư huynh ân sư chẳng để lại một bức mật thư để đối phó với trương sư thúc đó sao thiên nhất chân nhân chợt nhớ ra ồ đúng rồi bổn tọa nhớ là đã giao bức mật thư đó cho sư đệ rồi phải không thiên nguyên đạo trưởng gật đầu vâng để tiểu đại đi nấy mang đến cho trưởng môn sư huynh thiên nguyên đạo trưởng đi nấy mang vào một chiếc hộp gỗ đàn tím hai tay trao cho thiên nhất chân nhân thiên nhất chân nhân mở ra trong hộp có một phong thư lớn phong thư lớn có ba phong thư nhỏ trên mỗi phong thư nhỏ đều có ghi chú rõ ràng thiên nhất chân nhân dựa theo đó mở hộp phong thư ra đọc xong liền mỉm cười bỏ phong thư ấy trở vào hộp trao trả cho thiên nguyên đạo trưởng và nói sư đại mang chiếc hộp này đi theo bỗng quay sang viên tử an căn dặn đi thỉnh thất tinh kiếm đến đây ngay viên tử an kho mình nhận lệnh lát sau mang đến bảy thanh bảo kiếm sáu vị đạo trưởng hiện diện mỗi người nhận lấy một thanh dắt lên lưng còn lại một thanh bảo kiếm thì do viên tử an mang đi theo thiên nhất chân nhân thiên nhất chân nhân xuất lĩnh mọi người đi lên thiên chủ phong gặp ngay trương bách cơ cùng một văn sĩ trẻ sóng phai nhau ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh hai người đều nhắm nghiền mắt không hề đếm xỉa đến sự có mặt của những người võ đăng phái thiên chỉ đạo trưởng tức tối bất giác buông tiếng cười hậm hực thiên nhất chân nhân vội xua tay ngăn cản chậm bước đi đến trước mặt trương bách cơ đứng cách không xa nhẹ gật đầu chào cao giọng nói trương sư thúc vẫn mạnh thiên nhất xin kính chào trương bách cơ hé mở mắt thoáng nhìn thiên nhất chân nhân lạnh lùng cười nói lão phu đó không phải là người phái võ đăng ngươi đừng gọi lão phu là sư thúc nữa thiên nhất chân nhân lòng đầy tin tưởng mỉm cười nói thiên nhất không dám vô lễ trương bách cơ quắc mắt ngươi đã không dám vô lễ với lão phu vậy thì hãy mau trả lại đồ vật cho lão phu lão phu cũng chẳng chấp nhất hàng vãn sinh hậu bối các ngươi thiên nhất chân nhân sửng sốt đồ vật gì kia trương bách cơ lạnh lùng sư phụ ngươi không cho ngươi biết hay sao thiên nhất chân nhân chậm rãi lúc ân sư quy tiên chỉ để lại một bức mật thư bảo thiên nhất chuyển đến trương đại hiệp Thiên nhất chân nhân gọi Trương Bách Cơ một tiếng sư thúc Đó là hết nhân cả nghĩa Với thân phận là một vị trưởng môn nhân Tất nhiên không thể nào tiếp tục gọi đối phương là sư thúc Khi đã bị cự tuyệt Trương Bách Cơ kinh ngạc Mật thư gì đưa đây Thiên nhất chân nhân quay sang thiên nguyên đạo trưởng gật đầu ra hiệu nói Hãy trao lưu thư của ân sư cho Trương Đại Hiệp Thiên nguyên đạo trưởng liền mở hộp lấy ra một phong thư hai tay nhẹ đẩy Phong thư liền tà tà bay về phía Trương Bách Cơ Trương Bách Cơ buông tiếng cười khẩy, đưa tay đón lấy, mở thư xem lướt qua hai tay bỗng chập lại nhau, phong thư lập tức vội nát nả tả rơi xuống đất đoạn máy. Thôi được lão phu vị nể sư phụ ngươi một lần, thử vượt qua ba trận của phái võ đang các ngươi. Tuy nhiên sau khi lão phu vượt qua được ba trận đấy, nếu ngươi còn ý kiến quái quỷ gì khác nữa thì đừng trách lão phu độc ác. Thiên nhất chân nhân quả quyết, thiên nhất thành sự theo di mệnh ân sư tuyệt đối không có ý kiến gì khác. Trương Bách Cơ nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi đã bằng lòng ngoại trừ hoàn trả nguyên vật của Lão Phu Còn tặng thêm cho Lão Phu một loại thất tinh đơn nữa phải không Thiên nhất chân nhân gật đầu Nguyên vật của Trương Đại Hiệp cùng với một lọ thất tinh đơn Đều đã được để sẵn trong trận cuối cùng Chỉ cần Trương Đại Hiệp thuận lợi thông qua được ba trận đấy Thì sẽ lấy được ngay Trương Bách Cơ khoát tay Được rồi hãy dàn thất tinh kiếm trận ra đi Để xem các ngươi đã luyện được đến mức độ nào rồi nó chẳng phải là huynh hoang, hoang khoác lác bởi khi còn trẻ nó đã từng là chủ tướng của thất tinh kiếm trận nên sớm đã hiểu rất rõ về sự biến hóa huyền ảo của kiếm trận ấy cộng thêm ba mươi năm ôm hận tiềm tu thất tinh kiếm trận tuy loại hại song đối với não thì chẳng gì đáng bận tâm cả thiên nhất chân nhân khoát tay hô lớn bố trận sáu vị đạo trưởng lập tức chuyển động thân hình mỗi người chia nhau đứng vào phương vị của mình chỉ trở lại chủ vệ cho thiên nhất trưởng môn nhân Thiên nhất chân nhân khẽ gật đầu với viên tử an, y liền hai tay trao thanh thất tinh kiếm cho sư phụ. Thiên nhất chân nhân cầm kiếm chậm bước đến đứng vào chỗ vị, vừa định lên tiếng mời Trương Bách Cơ vào trận. Đột nhiên một tiếng hú lanh nảnh từ dưới núi vọng lên, nhanh khôn tả thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi. Chỉ thấy một người mặc áo dài trắng, tuổi chừng trên dưới ba mươi nước tới nhà áng mây bay. Người ấy chẳng thèm đếm xỉa đến Trương Bách Cơ và Lữ Bách Niên đến thẳng trước mặt Thiên nhất chân nhân khom mình thiên lệ nói tiểu đệ tham kiến trưởng môn sư huynh thiên nhất chân nhân thầm cho mày khoát tay nói sư đại hãy đứng sang một bên thì ra người ấy là vị sư đại nhỏ nhất của thiên nhất chân nhân tên là tả bái thiên tư thông tuệ hơn người có trình độ rất thâm hậu về kiếm thuật và nội công tâm pháp vãi võ đang đến sau vượt trước đã có thành tựu cao hơn các vị sư huynh khác do đó không khỏi sanh tính kiêu ngạo ngang tản do bởi di mệnh của sư phụ lúc lâm chung. Thiên nhất chân nhân rất biệt đãi vị tiểu sư đệ này Vì vậy cũng không khỏi có phần dung túng Tả bái lạnh lùng nhìn Trương Bách Cơ và Lữ Bách Nhân đoạn với giọng khinh miệt nói Trưởng môn sư huynh lại phải sử dụng đến thất tinh kiếm trận đối với họ ư Tả bái sinh sau đẻ muộn Tuy có nghe nói đến cái tên Trương Bách Cơ song chưa từng gặp mặt bao giờ Tất nhiên nào xem não ta vào đâu Thiên nhất chân nhân sợ sinh chuẩn lôi thôi làm hỏng đại sợ bèn gay gắt nói Bái sư đệ có biết Trương Đại Hiệp đây là ai không? Vừa rất lời Trương Bách Cơ đã nhớ mày nói Quát con Ngươi là ai mà dám nói năng như vậy Trước mặt não phu Tả bái say người vừa định buông lời khích bác Thiên nhất chân nhân đã sầm mặt quát Bái sư đại mau đứng sang bên ngay Đoạn quay sang Trương Bách Cơ Ôm kiếm gật đầu nói Y là sư đại nhỏ nhất của thiên nhất Xin Trương Đại Hiệp đại lượng bỏ qua cho Mời hãy vào trận Vừa rất lời lập tức lui ra Đưa kiếm lên vẫy một cái sáu vị đạo trưởng lập tức chuyển động thân hình bắt đầu phát động thất tinh kiếm trận trường bách cơ buông tiếng cười khẩy vừa định cất bước tiến vào kiếm trận lữ bách niên bóng quắc mắt phóng ra hai luồng ánh sáng sắc lạnh cất tiếng ván bối từ lâu đã nghe thất tinh kiếm trận phái vô đang uy trấn thiên hạ chẳng hay trương lão nhân gia có thể nào nhường lại cơ hội lịch duyệt này cho ván bối thử một phen nếu ván bối bất tài hắn nhờ đến lão nhân gia giúp sức được chăng trương bách cơ cười được chứ sao không xin mời thiếu hiệp. Tả bái cũng thừa cơ hướng về trưởng môn sư huynh không mình nói. Xin trưởng môn sư huynh cho phép tiểu đệ được thay thế. Thiên nhất chân nhân là một bậc công sư về võ học. Vừa rồi thấy ánh mắt Lữ bách niên như lửa rực. Bèn không vì chàng tuổi trẻ mà xem thường. Tuy gật đầu trao kiếm cho tả bái xong khẽ căn dặn. Kẻ đến không hiền, kẻ hiền không đến. Bái sư đệ hãy thận trọng. Tả bái tuổi trẻ tài cao nào xem lữ bách niên vào đâu thở ơ nói. Tiểu đệ biết rồi lữ bách nhiên hiện cũng đã có một thanh trưởng kiếm tinh cương bách luyện tuy không sánh bằng với danh kiếm song cũng thuộc loại hiếm quý ra khỏi vỏ cũng chớp người ánh thép tà bái nhìn lữ bách nhiên buông tiếng cười khẩy nói bằng hữu xin mời lúc bấy giờ thất tinh kiếm trận đang ngưng chuyển động nhưng đều không mấy xem trọng lữ bách nhiên không hồi hộp căng thẳng như đối với trương bách cơ vậy lữ bách nhiên mỉm miệng cười đổng đỉnh bước vào trong kiếm trận vung trưởng kiếm nói Quý phái tự thị thân phận có lẽ hơi ngại ra tay trước. Tài hạ cũng không cần lễ nhận. Ánh kiếm chớp lên, phóng vuốt thẳng vào chỗ vị thiên su. Chính là vị trí của tả bái cao ngạo khinh người kia. Tả bái buông tiếng cười khẩy không xuất kiếm mà chỉ chuyển bước khoản về tránh qua. Kiếm theo lữ bách niên liên hoàn điểm xuất nhắm vào thiên cơ, thiên quyền ngọc hoành khai dương. Giao quang và thiên tuyển mỗi vị trí phóng ra một kiếm buộc tất tinh kiếm trận phải mở rộng vòng vây lữ bách niên vừa tung ra bảy kiếm thiên nhất chân nhân liền trao chặt mày nóng vô cùng dữ nặng chỉ cần ra tay nào biết ngay nhà nghề lữ bách niên tung ra bảy kiếm đổ chứng tỏ chàng rất hiểu biết về thất tinh kiếm trận chẳng phải tay tầm thường hồi thứ hai mươi nhẹ nhàng phá tam quan kiếm thế lữ bách niên vừa triển khai một chiêu cũng không lơi dành hết tiên cơ mỗi chiêu kiếm đều công vào mắt xích của thất tinh kiếm trận sự di chuyển của kiếm trận luôn chậm hơn lữ bách Nhiên một bước hiện tượng rời rạc mỗi lúc một thêm trầm trọng uy lực giảm hẳn lữ bách Nhiên tung hoành trong kiếm trận như linh xả xuyên châu lúc đông tây thoạt nam bắc vô cùng nhanh nhẹn thời gian một tuần trà qua nhanh thất tinh kiếm trận vẫn luyến quánh không sao phát huy được uy lực đột nhiên lữ bách Nhiên buông tiếng cười khẽ người xẹt đi như tia chớp kiếm quang tắt liềm đã thoát ra ngoài thất tinh kiếm trận võ đang thất kiếm thảy đều đứng ngây ra như phóng đá chẳng rõ lúc này tâm trạng họ ra sao nhất là tả bái sắc mặt y thoạt xanh thoạt trắng giá vẻ vô cùng căm tức lữ bách niên phớt cười Thật tình kiếm trận của quý phái tài hạn đã được lĩnh giáo rồi chẳng hay trận này có kẻ được đã thông qua chưa trưởng môn thiên nhất chân nhân thoáng nhìn trương bách cơ thấy não cũng ra chiều hết sức sửng sốt như rất bất ngờ về thân thủ của chàng thiếu niên này trầm ngâm một hồi đoạn gật đầu nói tất nhiên là kẻ Thiếu hiệp quý tính cao danh những xin không tiếc chỉ giáo. Lữ Bách Niên những mày, Có cần biết chăng tả bái cười khải tiếp lời. Bằng hữu tưởng bọn ta không biết bằng hữu là gì biến ra hay sao. Thiên nhất chân nhân ngoảnh nhìn về phía tả bái. Tả bái vội khom mình nói tiếp. Tiểu đệ ở dưới núi nghe nói người này với trương đại hiệp hôm trước đã có đến Long Phụng Sơn Trăng Xót hại tam tuyệt đao chỉnh trúc như tên là thần công sương sư điệt của trương đại hiệp. Thiên nhất chân nhân khép buông tiếng thở dài. Thân Thiếu Hiệp đã có quan hệ thúc đẹp với Trương Đại Hiệp, vậy thì bần đạo không có ý kiến gì nữa. Mời nhị vị hãy theo bần đạo vào trận nhỉ. Đoạn đưa mọi người vượt qua mấy ngọn núi, đến một khu đất hoang không một ngọn cỏ, đồi núi bao quanh. Chu vi rộng trừng ba bốn mươi dặm, điều lạ lồng là giữa khoảng đất hoang ấy này có một tảng đá to đứng trơ vơ. Thiên nhất chân nhân khoát tay mọi người dừng lại, lão đưa tay chỉ tảng đá to trước mặt nói. Những món vật mà Trương Đại Hiệp đòi hỏi hiện đang ở trong tảng đá ấy, Bãi đất trước mặt là sình lầy không đứng chân được Xa vào sẽ bị lún ngập mà chết Đó là trận nhỉ? Vượt qua được bãi lầy này Khai thạch lấy báu vật là trận thứ ba Bọn thiên nhất chỉ có thể đến đây thôi Thành bại họa phúc những xin trương đại hiệp suy nghĩ kỹ Trương Bách Cơ cậy khẩy Người tổng Lão Phu trong hơn 30 năm qua đã làm gì Đừng lôi thôi Hãy tránh ra xa Lão Phu sẽ cho người mở rộng tầm mắt Xem bọn ta vượt qua bãi lầy như thế nào Thiên nhất chân nhân khét thở dài Nhị sư đệ hãy lấy bức mật thư khác của sư tổ cho cho trương đại hiệp sau khi vượt qua bãi lầy bãi đọc. Sư tổ của thiên nhất chân nhân chính là sư phụ của trương bách cơ. Thiên nhất chân nhân đã dùng hai từ bãi đọc. Trương bách cơ phen này không dám ngây ngang, chỉ nhún vai cởi đau khổ đón lấy bức mật thư trong tay thiên nguyên đạo trưởng nhét vào ngực áo. Thiên nhất chân nhân lại khoát tay dẫn các vị sư đệ lui ra xa ngoài hai trượng cho trương bách cơ khỏi sinh lòng ngỡ vực trương bách cơ vén đạo bào lấy ra mười mấy miếng ván hình tròn quay sang lữ bách niên gật đầu nói thiếu hiệp hãy thận trọng nhé ván bối qua trước đây lữ bách niên vừa rứt lời người đã phóng vọt lên không hai tay vung mạnh như đại bàng bay là đà về phía tảng đá to trong vũng lầy lữ bách niên chỉ một cái vung tay đã lướt đi sáu bảy trận... khi sắp hết đà bỗng nghe trương bách cơ quát lớn vung tay ném ra một miếng ván tròn bay vuốt đến chân lữ bách niên lữ bách niên liền đề khí khinh thân điểm mũi chân nên miếng ván bay đến người này tung vọt lên cao lướt tới rồi thì chỉ nghe trương bách cơ quát liên hỏi những miếng ván tròn lần lượt từ trong tay nó bay đi và lữ bách nhân cũng như cánh chuồn chuồn lúc lên lúc xuống vượt qua bãi này rộng chừng bảy mươi trượng khinh công của lữ bách Nhiên phối hợp hết sức nhịp nhàng với thủ pháp ném ván và công lực kinh người của trương bách cơ chỉ cần một chút khinh suất thiếu chuẩn xác là khó thể bảo toàn tính mạng những người phái vô đăng hiện diện thảy đều là nhân vật bậc nhất lừng danh trong trốn vo lâm võ công và kiến thức chẳng ai không thâm hậu uyên bác song thấy vậy đều sửng sốt đến thuẫn mặt ra và ngay như kẻ kiêu căng nhất là tả bái cũng phải kinh hoàng thất sắc một tiếng hú lanh lảnh vang lên lữ bách niên một thế bạch hạc lượn rực người đã sừng sững đứng trên tảng đá to hướng về phía này khoát tay ra hiệu bây giờ chỉ thấy trương bách cơ lại lấy ra một mảnh vải dầu dùng những thanh gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn tròi ra như một cánh dèo hình chiếc thuyền đáy bằng. Tiếp theo Trương Bách Cơ lại từ trong lòng lấy ra một cuộn dây tơ và cất tiếng hú khẽ. liền thấy một con quả đen kêu lên một tiếng hoa bay xà xuống trước mặt Trương Bách Cơ. Trương Bách Cơ bèn cuộn dây vào chân quả. Xong rồi con quả này cất cánh bay lên, mang theo sợi dây bay qua bãi lẩy, đưa vào tay Lữ Bách Niên. Trương Bách Cơ lại buộc đầu dây bên này vào cánh dèo, xong xuôi. Hai người cùng cất tiếng hú ra hiệu Trương Bách Cơ đưa cánh diều dùng công lực đẩy lên cao. Đồng thời bên kia Lữ Bách Nhiên cũng lẹn làng kéo thu dây tới. Hai luồng sức phối hợp một đẩy một thu đã đưa cánh diều bay vút lên không. Trương Bách Cơ liền nhún mình phóng vọt lên đáp lên cánh diều. Cánh diều tuy tăng trọng đột ngột, song nhờ bọc gió và sức kéo của Lữ Bách Nhiên nên không rơi xuống ngay, chỉ là đà hạ xuống dần. Khi cánh diều hạ xuống đến mặt đất thì đã vượt qua hơn 40 trận, chỉ còn lại hơn 20 trận nữa thôi sau khi cánh diều chạm xuống đất do bởi diện tích tiếp xúc rộng như một chiếc thuyền nên vẫn còn nổi trên mặt vũng lầy chứ không lún chìm ngay ngay khi ấy lữ bách niên bỗng hét vang hai tay vận kình kéo mạnh cánh diều liền lướt đi trên vũng lầy lát sau đã sang đến bên kia tả bái bóng rậm chân nói lớn Trở môn sư huynh chúng ta đã mắc khẩm lão già đó rồi y vốn định mắng trương bách cơ là lão tặc xong vì thấy trưởng môn sư huynh quắc mắt nhìn lập tức đổi miệng ngay thiên nguyên đạo trưởng cũng tiếp lời lạ thật lão ấy đã chuẩn bị sẵn tất cả như thể có tài thiên tri vậy nhỉ thiên nhất chân nhân như vô tình hữu ý lướt nhìn qua mặt tả bái buông tiếng thở dài nói Về trương sư thúc này tư chất tài trí quả thuộc thượng hạng trong đời trước rất được sư tổ thương quý chỉ bởi tâm tính ham chuẩn hư danh tranh cường hiếu thắng không chịu khổ luyện mà chỉ mong hãnh tiến bị ngoại lực cám dỗ đến nỗi giữa trường nghịch đạo bị sư tổ đuổi khỏi sơn môn lúc nào ấy sông sáo trên trốn giang hồ đã nổi danh cơ trí hơn người nên tự hiệu là Trương Bách Cơ. Với kinh nghiệm và tài trí của lão ấy mà suy đoán được phần nào sự sắp xếp của sư tổ thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ đáng tiếc là lão ấy đã uổng phí tài trí hữu dụng của đời trước, còn như phen này là họa hay phúc thì chưa thể biết được. Trong khi những người phái vô đang bản tán, bên kia Trương Bách Cơ cũng hai tay cầm bức mật thư đứng thở ra như phóng đá. Bức mật thư chẳng một lời quả trách, chỉ khuyến khích lão cố gắng rèn luyện thêm cho tiến bộ, không phổ một phen tâm trí để đến được nơi này Sau cùng là yếu quyết để mở tảng đá Trương Bách Cơ là tiên đồ đã bị ruồng bỏ của người lưu thư Lúc này đứng lại để đọc di thư của tiên sư Dĩ vãng lần lượt hiện về trong tâm trí Niềm oán hận đã tích tổ trong lòng mấy mươi năm qua bất giác tan biến Thay vào đó là bao ngậm ngồi xúc động Trương Bách Cơ thở ra một hồi lâu đoạn khép buông tiếng thở dậy Cất di thư của tiên sư vào lòng với thái độ hết sức thận trọng Chứng tỏ nỗi lòng lõng lúc này đã khác hẳn với khi đến Lữ Bách Niên kỹ lưỡng xem xét tảng đá một phòng, đoạn phóng một trở vào tảng đá, chẳng chút suy chuyển. Trái lại sức phản chấn đã khiến tay chẳng đau buốt tê dại. Lữ Bách Niên sửng sốt nói, trường lão đây không phải là loại đá thường nếu không có bảo kiếm sắc bén e chẳng làm gì được. Trương Bách Cơ định thần gật đầu, đây là loại kim cang hàn thạch cứng rắn hơn cả sắt thép, không trọng lực nào có thể phá được, nhưng nó Phu đã có cách mở rồi. Dựa theo bước di thư, Trương Bách Cơ đã qua được cửa thứ hai, và qua cửa ải thứ ba an toàn. Khi đi sâu vào hang động của cửa ải thứ ba, chỉ thấy một chiếc hộp đen trên bàn. Trên hộp có kèm một mảnh giấy. Trên mảnh giấy viết như sau. Chiếc hộp này chỉ có thượng thanh cương khí mới mở ra được. Trương Bách Cơ đặt chiếc hộp trở xuống bàn quay người ra khỏi hang động. Ngước lên nhìn mây trời như thể đứng ngây ra suốt cả giờ. Lữ Bách Niên hết sức nóng lòng. Nhưng lại không tiện quấy giày Trương Bách Cơ trong lúc nhàn rỗi và cộng thêm lòng hiếu kỳ thúc đẩy bất giác đi vào hang động chàng đưa mắt nhìn pho nội công tâm pháp trên vách đó chỉ là nửa phần sau và cũng không cùng đường lối với sở học của mình nên chàng không để tâm đến chàng quay người lại thấy trên vách đá trên cửa hang có ba chiêu kiếm pháp khác lập tức lôi cuốn sự chú ý của lữ bách niên bởi phụ thân chàng đã với kiếm pháp mà nổi danh là thần long kiếm khách vị sư phụ trong lòng tam bạch tiên sinh lại là một kiếm thánh cho nên chàng cũng hết sức ưa chuộng về môn kiếm pháp lướt mắt nhìn qua chẳng liền nhận ra ba chiêu kiếm pháp này uy lực rất ghê gớm và hết sức chặt chẽ giữa công và thổ đều không có chút sơ hở thế là chẳng bất giác xem đến xuất thần lúc này trương bách cơ sau một hồi lâu xung đột tư tưởng cũng hạ quyết tâm dậm chân nói luyện thì luyện quay người đi trở vào hang động thì ra thượng thanh cương khí mà trên chiếc hộp ngọc đen đã đề cập chính là một tuyệt học nội công trí cao vô thượng của phái võ đăng sau khi luyện thành có thể phá vỡ bất kỳ vật gì dù cứng rắn đến mấy Phóng mắt thiên hạ hiếm người chống nổi. Mà thời gian tu luyện cũng chẳng lâu. Chỉ cần mươi ngày nhưng tính nguy hiểm rất cao. Nên trong phái vo đăng người có được thành tựu ấy xưa nay cũng chỉ vọn vẹn vài người. Lẽ đương nhiên nhân tố chủ yếu của việc thành bại một là nhờ vào trình độ nội công hai là sự thông minh của cá nhân. Điều ấy đối với Trương Bách Cơ quả nào phúc viên do tác và đồng thời cũng là một cuộc thử thách sinh tử thành bại. Vô thượng tâm pháp thượng thanh cung khí ở ngay trước mặt lẽ nào trương bách cơ lại chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở ấy trương bách cơ trở vào trong hang động Nhắc thấy dáng vẻ say sưa ngây dại của lữ bách niên liền nổi giận thầm mắng tiểu tử hay nhỉ đâu có sẵn mà hưởng thế tay phải đưa lên toan vỗ vào sau tim lữ bách niên lúc này lữ bách niên đang mê mẩn tâm thần bởi ba chiêu kiếm pháp tuyệt thế nào hay mình đang đứng trước cái chết mắt thấy bàn tay trương bách cơ đã đến sau tim lữ bách niên là bông ổ lên một tiếng thầm nhổ nếu mình mà giết hắn đi thì làm sao vượt qua được vũng lầy Thế nào bèn rụt tay về đành nhẫn lại sát tâm cất tiếng Lữ thiếu hiệp, lữ thiếu hiệp Lữ bách niên giật mình bừng tỉnh ngơ ngác Gì thế trương nó có việc gì thế Trương mấy cơ giấu nỗi phật ý trong lòng nói Vật của lão phu ở ngay trong chiếc hộp này Nhưng muốn mở ra phải cần có một nội công thượng thanh cương khí mới được Lữ bách niên sửng sốt Thượng thanh cương khí đó là khí công trí thượng của huyền môn, nghe đâu đã thất truyền từ lâu rồi. Trương Bách Cơ nhuẩn cười chỉ nên vách hang nói. Thiếu hiệp hãy xem đó là gì? Lữ Bách Nhiên ngỡ ngẩy Chả lẽ đó chính là tâm pháp thượng thanh cương khí. Trương Bách Cơ gật đầu nói. Đúng vậy nó phu quyết định ở lại đây luyện tập thượng thanh cương khí. Lữ Bách Nhiên trố mắt kinh ngạc. Vậy chẳng phải tốn thời gian lâu lắm sao? Cũng còn tùy nếu là người ngoài không biết gì về cơ bản tâm pháp nội công của phái võ đăng thì cả đời cũng luyện không thành. Vậy nghĩa là sao? Bởi Thượng Thanh Cương Khí là môn nội công cao nhất của phái Võ Đăng. Một người không hiểu gì về cơ bản nội công của phái Võ Đăng thì làm sao luyện thành được. Trường não tuy công lực tinh thâm, chẳng hay phải cần thời gian bao lâu mới luyện thành. Thành hay không thì sau 81 ngày sẽ rõ, lữ bách niên thoáng cho mày. Thức ăn và đồ dùng chúng ta đã chuẩn bị đâu có đủ 81 ngày. Trương Bách Cơ chậm ngâm, khi Nao Phu bắt đầu luyện công thì không thể ra ngoài được nữa. Vấn đề ăn uống đành cậy nhờ thiếu hiệp, thiếu hiệp thấy có gì khó khăn chăng? Lữ Bách Nhiên cho mày liền nghĩ ngay đến Tiểu Hắc có thể đảm đương công việc vận chuyển bèn gật đầu nói. Có sự giúp đỡ của Tiểu Hắc hẳn không có trở ngại gì. Trương Bách Cơ gật đầu. Thiếu hiệp giúp Nao Phu lo liệu xong thức ăn và vật dụng có thể tự đi lo liệu việc riêng của mình miễn khi mãn hạn tám hôm đến đây đón nó phu là được rồi lữ bách nhiên gật đầu được Ta quyết định như vậy sau 81 hôm Văn bối sẽ đến đón Xin chúc lão nhân gia thành công thuận lợi Đoàn ôm quyền thi lễ ra khỏi hang động Dưới sự giúp sức của trương bá cơ vượt qua vũng lẫy Khi chàng vừa chạm chân xuống đất liền thấy những đạo sĩ võ đang chạy tới Vâng thưa quý vị và các bạn Trên đây đã kết thúc phần thứ tư tiểu thuyết Đàn hiệp hành của tác giả Đông Phương Anh Nếu các bạn thấy hay Xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo